Thưa quý vị, có một thực tế là chưa kịp mừng vì mức lương cơ sở tăng, nhiều lao động đã phải lo lắng vì tổng thu nhập giảm đi. Theo bài viết trên báo Nông thôn ngày nay, có nghịch lý này là do nhiều cơ quan đơn vị gặp khó khăn về nguồn thu, buộc phải cắt giảm lương nội bộ để cân đối. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng kiến nghị song song với các giải pháp về điều tiết tiền lương, nhà nước cũng cần phải có giải pháp tích cực trong việc kiểm soát giá, không để lương tăng lương một nhưng giá cả lại tăng 10. Ở thời điểm hiện tại, các chỉ số giá vẫn bình ổn, nhưng giá không tăng là bởi tổng cầu giảm, tiền lương khan hiếm, người dân thắt chặt tiêu dùng, vì thế đây chưa hẳn là tín hiệu tốt. Dạng sáng ngày 29 tháng 7, mưa lớn gây ngập cao tốc Phan Thiết dầu dây tại km 25, đoạn qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận, cuốn trôi xe tải, nhiều xe máy chết máy, gây ủn tắc kéo dài đến 10 km. Đánh giá nguyên nhân ban đầu, chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thăng Long giải thích, do lượng mưa lớn xảy ra liên tục, nước từ hạ lưu không kịp thoát, gây ngập cục bộ. Trung quanh sự việc này, bài viết trên báo Lao động cho rằng, đổ cho mưa lớn là chuyện dễ làm nhất nhưng cần xem xét nhiều yếu tố khác, xác định đúng nguyên nhân để khắc phục đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Việc bộ giao thông vận tải yêu cầu kiểm tra trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đặc biệt là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra nếu có là xác đáng. Thưa quý vị, định hướng của thành phố Hồ Chí Minh là phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học là trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Theo ghi nhận trên báo Nhân dân, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có các đơn vị trụ cột là khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học, các trường, viện, các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng hiệu quả nông nghiệp tiên tiến có sức lan tỏa mạnh. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, Việt Nam vẫn thành công trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhờ thể chế và môi trường đầu tư ngày càng được hoàn thiện. Còn theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, năm nay mục tiêu thu hút 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vừa là kỳ vọng vừa là thách thức. Do đó để nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI cần hướng đến các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao có khả năng tạo lập chuỗi sản xuất cho doanh nghiệp trong nước cùng với đó, cần hoàn thiện thể chế, pháp luật, hiện đại hóa hạ tầng kinh tế xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính quốc gia. Theo phản ánh trên báo thời nay, người tiêu dùng giảm sức mua đã dẫn đến doanh thu của doanh nghiệp trong nước sụt giảm mạnh, tác động liên hoàn đến chuỗi sản xuất kinh doanh. Ngoài chính sách giảm thuế để kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng đang dần tự chuyển đổi để thích nghi với tình hình mới. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận có hơn 82.500 lao động nghỉ việc làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với cùng kỳ, con số này tăng khoảng 5.000 người. Nguyên nhân chính là doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến giảm giờ làm, thiếu việc làm. Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam liên tục tăng trưởng hơn 10 năm qua. Nhiều mặt hàng như là cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm hay là đồ gỗ vào nhóm xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng tăng trưởng lại chủ yếu nhờ tăng quy mô, sản lượng. Nhiều sản phẩm vẫn xuất hô, nhất là cà phê. Từ thực tế nghịch lý của nông sản, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải ý kiến của các chuyên gia cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp cần đầu tư cho chế biến sâu theo tiêu chuẩn quốc tế đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu, bảo hộ và đầu tư sản xuất sạch để nâng cao giá trị, đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính nhưng nhiều tiềm năng. Theo ghi nhận trên báo Đại Đoàn Kết, thời gian qua, ngành chăn nuôi đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để phát triển bền vững, các doanh nghiệp nhà sản xuất cần tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào giảm nguy cơ dịch bệnh từ đó cạnh tranh được trong thị trường mở cùng với đó chăn nuôi phải theo mô hình kinh tế tuần hoàn không đánh đổi môi trường đồng thời cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại để chúng ta tiệm cận được với thế giới và khu vực